Mà bây giờ nhóm mình hỗ trợ cái gia đình cũng chú Thím này, đại gia đình kế tiếp là chú Thím này cũng lớn tuổi, cũng 60 mấy rồi mà chú Thím chú Thím đều bệnh hết rồi đại gia đình. Chú thì bị bệnh cũng tai biến đại gia đình, tai biến rồi cái chân của chú bị gãy nữa, rồi bây giờ không có đi được. Còn Thím thì bị cục cái chân đại gia đình, cục hết một chân rồi nằm tại chỗ vậy đó. Dạ cũng nằm tại chỗ vậy đó, rồi nhóm mình thấy vậy hỗ trợ. Chú Thím thì cũng có con, nhưng mà con của chú Thím thì cũng buôn bán đại gia đình, buôn bán bánh canh, nhưng mà một người khỏe mà nuôi hai người bệnh già cũng rất là khó khăn ở đại gia đình, nên nhóm mình cũng hỗ trợ cho chú Thím một phần quà. Ăn cơm ơi, Dạ đi dạ không? Ăn cơm rồi chưa chị? à, khỏe không à, chú? Dạo này ăn được uống đâu được không chú? Ủa, còn thiếu nữa mày? Kìa kìa, đây đây đây, chắc lên Ở đây, đâu? chắc lên đi. Chắc dạ lên. dạ này này chú đây, cũng lớn tuổi rồi đại Bác gia đình, chắc đó là chú nằm chú lớn tuổi lát nữa ông rồi. mới dẹp. Bé Đi lên đây đi. Có mẹ này đây à, nè. nhà cái chân của chú này Do đi được. nhờ mẹ nhờ. Còn Thím đây thì nằm bên đây. Nhà Dạ, à, cháu nội. à cháu nội hả? À, bé à, hôm nay nhóm gia đình của chú Bảy Sạng á, cùng Mạnh Thường Quân hải ngoại Việt Kiều Mỹ gửi cho gia đình, giúp đỡ cho gia đình một phần quà. À, bé nhận giùm, thay mặt ông bà nhận giùm nha. Rồi rồi, với vài phần thuốc tây. Ở thuốc tây không nhận Thuốc chú tây không nhận ha. Dạ chú dạ không rồi rồi dạ. Rồi rồi giờ bà sao ăn không được hả? sao không bắt đèn lên cho Bà ngoại không không ăn được luôn hả? Uống sữa không hả? Trời em cho ơi. mất ở vừa cháu nào Cháu nội sao cái mũi sao vậy? Cháu cố sao vậy? Trời ơi. Rồi giờ bà không ăn uống gì được luôn hả? Không có nấu không cháo uống ăn được hay sao? Cô xin lỗi, cô thứ mấy cô? Cháu nhưng mà thứ mấy? Cô Tư thì đang rất là thiện thiện không? Cô nói chuyện đến thăm gia đình cô. Con hôm qua đã ngồi với gia đình cô. Vui lòng hôm qua. Bây giờ cô cho thuốc này, thuốc cảm. Cô không uống được thì ai ở xóm này là bệnh sao á? Nhức đầu, sổ mũi, ho. Cho ta uống ha. Thuốc này nó dễ uống lắm. Dạ con có gì? Cảm ơn con Đúng nha. rồi, sao bệnh hai người vậy chứ? Nhưng mà ai ai uống cô dặn ăn cơm no rồi uống nha cô hai. Rồi chú ăn được không? Dạ mọi con ăn được. Ăn được hả? Còn còn bà nội thì không được. Bà nội thì bây giờ uống sữa không hả? Yếu rồi, có nấu cháo đâu cho bà nội ăn được không? Ăn cháo ớn hả bà? Rồi bị chân vậy mà sao mà đi được, yếu rồi. Rồi thôi nhóm con đến hỗ trợ cho gia đình chú một phần quà, nhóm con đi nha. Chúc gia đình ông cho chú Thím dồi dào sức khỏe nha. Rồi thôi con đi luôn bà ơi. Con Đi luôn nha bé, đi luôn.